Rồi, chào các bạn nha. Thì mình đi xuống sông lúc nước ròng thì mình bắt được con lụm được cái con sứa nè các bạn, sứa biển nha. Thì lúc này là mùa nước mặn các bạn, nó theo theo nước mặn nó lên sông nè. Thấy không? Để mình quay cận cảnh con sứa này cho các bạn xem nha. Và một điều kỳ diệu nữa là nó ăn cá này các bạn. Không? Để mình rửa sạch sình đi. Sạch sạch nhìn cho nó đẹp chút. Nó còn quay à. À, các bạn nhìn thấy con cá nằm trong cái bụng nó không nè, nằm trong cái con sứa luôn. Con sứa thì nó trong suốt nè các bạn, mà nó ăn cá. Không biết nó tiêu hóa như thế nào nhưng mà nó nuốt nguyên con cá luôn nè. Nó cũng có các cái xúc tu thì con bạch tuộc á, những cái xúc tu này rất là trong suốt luôn. Cái này không biết có ăn được không, nó cũng khá là nặng đó. Bạn có thể thấy là nó rất là mềm nè, không? Nó mềm. Đấy. Mềm tròn này. Trong suốt luôn. Bên trong này có con cá chưa tiêu hóa nữa. Sứa này nó không biết nó có độc không nha. Cá này sao nó chui vô đây được. Được con sứa. Rất là đã, rất là tuyệt vời luôn. Khi nó bơi nó sẽ bung lên như thế này nè, không? Đó, nó bung lên như thế này nè, nó bơi như thế này nè. Để lên gì thì nó sụp xuống không được, để gì? Đấy con sứa đây, cái này là con nó còn nhỏ nè, chưa có bự. Cái này thì nó rất là nhớt nha. Đây. Nhớt cá vậy các bạn. Trong trong đục nha các bạn. Rất là mềm luôn. Con sứa, bạn biết cái sứa gì? Thôi cho các bạn xem chơi chút cho vui thôi ha. À, vậy chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.